chàng trai thất kinh chứng kiến sinh vật bí ẩn kết liễu con cua to lớn chỉ trong giây lát. Hú hồn khi chứng kiến cảnh tượng sinh vật kinh dị nuốt chửng con cua Big Size chỉ trong phút mốt. Mới đây, một thanh niên sống tại cảng biển Saint Petersburg đã đăng tải một đoạn video về cảnh tượng kinh hoàng mà anh ta quay được trên bãi biển. Trong đoạn video xuất hiện cảnh tượng sinh tồn có 102 trong thế giới tự nhiên của một con cua và một chú bạch tuộc. Con vật nhiều chân đang liên tục đu bám trên thân của con cua lớn. Nó đang tìm cách tiêm nọc độc vào cơ thể con cua. Rất nhanh, phần thắng đang nghiêng về phía con bạch tuộc khi nó thành công kết liễu con cua lớn và bê nó về tổ. Quá kinh ngạc trước cảnh tượng này, thanh niên trẻ đã đăng đoạn video lên để tìm câu trả lời xem đây là loại bạch tuộc nào mà có sức công phá kinh khủng như thế. Đáp án là một con bạch tuộc dừa có tên khoa học là Amphioptera marcianensis. Đây là một loài bạch tuộc trong họ Octopodidae. Một trong những kỹ năng thể hiện IQ đáng kinh ngạc của sinh vật này chính là việc chúng có thể sử dụng công cụ để đơn giản hóa mọi việc. Những chiếc vỏ dừa làm nơi trú ẩn di động. Ban đầu, chúng nhấc vỏ dừa lên, dùng xúc tu quét sạch bùn trên đó. Khi muốn di chuyển, xúc tu sẽ cuốn lấy nửa mảnh vỏ dừa và đặt nó dưới cơ thể, giúp chúng ung dung lướt đi dưới đáy biển. Bạch tuộc thường thích chạy trốn hơn là quay lại đánh nhau với kẻ thù. Chúng thường tích nước vào phần thân rồi bắn ra với tốc độ cực nhanh, tạo thành phản lực để đẩy cả cơ thể của chúng về phía trước nhằm tìm đường trốn chạy khỏi kẻ thù. Tốc độ của chúng vào khoảng 25 km một giờ. Vòng đời của chúng rất ngắn, thông thường vào khoảng tầm 2 năm, nhưng có loài chỉ sống được 6 tháng. Các bạn nghĩ sao về màn săn mồi điệu nghệ này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!